Hà Tĩnh, hỏa hoạn thiêu rụi nhà và toàn bộ số lúa mới thu hoạch của một hộ nghèo. Ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng xã Hương Giang vẫn đang tích cực hỗ trợ một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bị cháy nhà và cháy toàn bộ lúa mới thu hoạch, khiến gia đình lâm vào cảnh bi đát. Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 10 tháng 5 tại nhà ông Lương Văn Hùng, trú thôn 3, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Vào thời điểm trên, ông Hùng và người nhà đang thu hoạch lúa ngoài đồng. Sau khi phát hiện đám cháy, bà con đã hô hoán, huy động người ứng cứu, đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng. Do thời tiết nắng nóng nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa được khống chế, song toàn bộ tài sản trong gia đình ông Lương Văn Hùng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy khả năng là do chập điện. Rất may, khi xảy ra vụ việc, toàn bộ người nhà vẫn đang ở ngoài đồng. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản và nông sản vừa thu hoạch đã bị thiêu rụi. Gia đình anh Hùng là trường hợp thuộc diện khó khăn của địa phương, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hương Giang thông tin. Vụ việc sau đó đã nhận được nhiều lời động viên từ phía cộng đồng.